Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn phân biệt hai âm thanh âm J và âm Ch. Đây là hai cái âm thanh khó đối với người Việt, tại vì cái âm J như mình ký hiệu bên dưới đó thì nó sẽ không có ở trong tiếng Việt. Thế nên các bạn cần chú ý. Còn cái âm viết ký tự là CH thì nó có giống giống như tiếng Việt, thế nên nó sẽ dễ hơn. Vì vậy mình sẽ đi từ cái âm thanh khó trước để giúp đỡ các bạn. Rồi, đầu tiên đó là âm J, J, J. Cái âm này nó có thể đứng ở đầu từ, giữa từ và cuối từ. Thế nên chúng ta sẽ có những cái cách phát âm như sau. J, J, J. Các bạn chú ý nha, cái lưỡi của mình á là nó không có đụng luôn, và cái hơi của mình lên nó nhẹ nhàng thôi. J, 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 j. Và cái miệng các bạn phải chu chu như thế này, nếu không có chu chu như thế này các bạn làm không được. Rồi ví dụ đầu tiên đây, đó là cái âm thanh j, j đứng ở đầu từ. Chúng ta có từ job, job, job. General, general, general. June, June, June. Ví dụ kế tiếp là âm j, j, j đứng ở giữa từ. Chúng ta có danger, danger, danger. Agenda, agenda, agenda. Object, object, object. Rồi ví dụ thứ ba đó là âm j nằm ở cuối từ. Chúng ta có chữ edge, edge, edge. Age, age, age. Village, village, village. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ khi các bạn thực hành âm J này á, đó là cái chữ J đứng ở cuối từ nó sẽ nhẹ nhàng hơn với cái âm thanh là Ch đứng ở cuối từ nha. Một lát nữa mình sẽ so sánh sau, nhưng mà mình lưu ý trước các bạn cái điều này trước cái đã. Rồi có một cái câu cho cái âm thanh này, đó là ginger spilled orange juice on George's jacket. Ginger spilled orange juice on George's jacket. Ginger spilled orange juice on George's jacket. Chúng ta qua cái âm thứ hai đó là ch, ch, ch. Ký tự là CH, thông thường nó là CH. Thì nó cũng có ba phần cái âm thanh ch, ch, ch. Các bạn bung mạnh nó ra nha, các bạn bung ra là ch, ch. Giống như chữ chờ của Việt Nam, chúng ta có con chó, cái chổi, còn nếu mà âm này nó sẽ mạnh hơn nhiều, mình bung mạnh hơi ra. Và nếu mà có cái tờ giấy thì nó sẽ bung mạnh ra, hoặc là các bạn để trên cái tay này nè, ch, 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 thì nó sẽ bay ra ha, nó sẽ bay hơi và chúng ta làm mát cái tay. Giống như con chó bình thường của mình nó là chỉ chó, thì còn nếu đối với cái âm thanh tiếng Anh này nó sẽ thành là con chó và cây chổi. Được không ạ? Rồi ví dụ đầu tiên đó là âm ch đứng ở đầu từ. Chúng ta có chair, chair, chair. Cheese, cheese, cheese. Chicken, chicken, chicken. Âm ch, 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 ch nó đứng ở giữa từ. Chúng ta có các ví dụ như sau. Đó là kitchen, kitchen, kitchen. Future, future, future. Và question, question, question. Nếu các bạn đọc là question thì cũng không đến nỗi đó ha, tại vì đó là cái sai hệ thống, nhưng mà người ta nghe người ta vẫn hiểu. Nhưng mà tốt nhất thì các bạn nên đọc là question, question, question. Rồi âm thanh ch đứng ở cuối từ. Chúng ta có rich, rich, rich. Which, which, which. March, march, march. Và một câu để cho các bạn thực hành cái âm chờ này, chúng ta có which chai put chalk on the teacher's chair. Which chai put chalk on the teacher's chair. Which chai put chalk on the teacher's chair. Rồi qua phần thứ ba, mình sẽ so sánh hai âm thanh này cho các bạn để các bạn nghe
các bạn hiểu và các bạn có thể lặp lại làm theo để các bạn làm đúng được. Mình sẽ đọc cái phần âm j trước, sau đó mình sẽ đọc cái phần âm ch sau ha các bạn. Chúng ta bắt đầu. Jar, jar, char, char, jin, jin, chin, chin, jip, jip, chip, chip, jerry, jerry, cherry, cherry, jets, jets, chess, chess, joke, joke, choke, choke, jump, jump, chump, chump, junk, junk, chunk, chunk. Cái phần sau này nó sẽ hơi khó hơn tí, đó là âm thanh j nó nằm ở đằng sau. Thực ra nó sẽ rất giống, gần giống với âm ch, nhưng mà nó hơi nhẹ thôi nha các bạn, hơi ra nhẹ thôi. Chúng ta có chữ large, large, bên cạnh đó là large, large, lunge, lunge, lunch, lunch, ridge, ridge, rich, rich, surge, surge, such, such, cash, cash, catch, catch. Rồi, hy vọng các bạn phân biệt được hai âm j, j, j và ch, ch, ch. Hai âm thanh này nó cũng gần nhau. Nếu các bạn luyện tập nhiều thì các bạn sẽ quen, đặc biệt là âm j, j, j thì nó sẽ khó hơn cho mình, tại vì mình chưa có âm thanh này lắm trong tiếng Việt. Còn âm ch, ch, ch thì nó sẽ dễ hơn rất nhiều và nó bung mạnh hơi ra. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn thích video này, có thể chia sẻ cho nó với mọi người. Và các bạn có thể yêu cầu mình làm thêm bất cứ video nào để giúp các bạn được, mình sẽ cố gắng giúp các bạn. Xin chào các bạn.